Đây là chân dung người chiến sĩ đã bắt sống tướng Đờ Cát. Ông là đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Nam Vinh, sinh năm 1935 quê ở Hưng Yên. Tháng 9 năm 1953 ông sung phong lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ những ngày đầu tiên và lập nhiều chiến công. Đặc biệt ông cùng đồng đội đã bắt sống được tướng Đờ Cát, chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ vào chiều ngày mồng 7 tháng 5 năm 1954.